lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta, lặng để nghe Chúa nói thánh giá ta mang vì ai, lặng để nghe Chúa khóc khi ta vô tình quay đi, nhiều khi vẫn nghĩ ơn Chúa trên bao ngày qua. Trước tiên con xin cảm ơn quý cha ban giám đốc học viện Dòng Chúa Thế Việt Nam cho con có cơ hội trình bày những điều mà mình được học cũng như những điều mình dạy và mình thao thức. Và kính thưa, trước khi con chia sẻ thì con phải giới hạn đề tài một chút, là vì trong cái khung cảnh của một buổi nói chuyện mà không phải một lớp học và diễn giả thì khá phong phú, cho nên con tài nói chuyện của con sẽ dựa theo là con giả thiết quý ông bà và anh chị em, tất cả những người ngồi đây là các sinh viên đại học đang theo học một ngành nào đó, là các sinh viên đại học. Vì vậy đề tài của con diễn giả một cách chung chung, không quá sâu về những chuyên môn nhưng mà cũng không quá gọi là như giảng ở ngoài nhà thờ nhá, xin quý ông bà anh chị em. Và vì như cha giám học Anton Nguyễn Văn Dũng và cha giám đốc vừa nói với quý ông bà anh chị em, vấn đề của con trình bày hôm nay là vấn nạn sự dữ trong thế giới hôm nay. Và để quý ông bà anh chị em khỏi buồn ngủ và cũng khỏi căng thẳng thì con hỏi một cái quý ông bà anh chị em. Bây giờ một cái tên đạn đạo, tên lửa của Israel bắn vào bên Hamas của mình, con không nói chính trị ở đây và không nói tới vấn đề đúng sai về chính trị ở đây, mà nhìn về vấn đề phương diện sự dữ. Vậy thì một cái tên đạn đạo mà bắn vào quân khủng bố, chết nhiều người hay ít người, thì cái tên lửa đấy được gọi là tốt? Nếu một tên lửa mục đích được bắn ra, mục đích của tên lửa ấy phải chính xác cái điểm mà mình cần bắn, và càng chết nhiều càng tốt, cái mục đích của cái tên lửa nha. Còn con không nói tới cái người bắn hay là những người điều khiển tên lửa, nhưng một sự vật nó đạt tới mức hoàn hảo nhất trong cái vai trò của nó, thì đấy, ví dụ như tên lửa nó bắn mà nhiều, chết nhiều người như vậy, thì liệu tên lửa ấy có phải là gây ra sự dữ hay không ạ? Tên lửa mà bắn càng chết nhiều người thì vai trò của tên lửa ấy càng đúng càng tốt. Vai trò của cái tên lửa, chứ con không nói cái người điều khiển tên lửa và cái ý định của người bắn. Nếu một tên lửa mà bắn chết ít người mà bắn trạch thì tên lửa ấy không phải là đúng vai trò của nó. Vậy thì sự dữ của cái vụ bắn nhau đấy nó ở đâu? Rồi mấy bữa trước con đọc trên báo và trên Facebook thì con thấy như thế này, là có cái vụ mà gọi là cơn bão số 3 của Việt Nam, gọi là cơn bão Yagi, nó đổ bộ vào phía bắc của Việt Nam chúng ta, gây chết rất nhiều người và cây cối đồi núi sập, làm sập rất nhiều nhà. Thì cái sự dữ ấy gọi là sự dữ gì? Nó khác nhau với cái tên lửa vừa bắn nha. Và trong cái vụ lũ lụt ấy thì con nghe đâu có một sơ nào đó thuộc dòng gì ở địa phận Hưng Hóa đi qua cái cầu, đang đi qua cái cầu nó sập một cái. Vậy thì bão tố hay là nước dưới cầu làm cho cái cột cầu nó sập, mà cái cột cầu sập ấy lại chết người. Vậy thì mình phân biệt là ngay trong bão mà vì làm cái cầu không chắc chắn chân người đi qua cái cầu chết. Vậy thì đấy, nó cái sự dữ đấy nó là thế nào? Quý ông bà anh chị em thấy chưa? Bắt đầu rắc rối chưa? Mỗi sự dữ mà cũng thấy đau đầu chưa? Vậy thì con lần lượt con đi trình bày để quý ông bà anh chị em phân biệt các loại sự dữ nha. Và thưa quý ông bà anh chị em, như cha giám học đã nói và cha giám đốc Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã nói, chúng ta đặt trong bối cảnh là những người tham dự viên có niềm tin. Và vì vậy chúng ta tìm hiểu vấn đề sự dữ dưới góc cạnh của chúng ta thế nào. Còn đương nhiên con biết chương trình này được đưa lên YouTube thì những người mà coi đấy thì tùy cái quan niệm của họ về vấn đề thần linh thế nào. Vậy thì ông Epicurus, một triết gia người Hy Lạp, sinh 341 và mất 270 trước Chúa Kitô, thì ông ta đặt một cái câu hỏi như thế này: Thượng Đế muốn ngăn chặn sự dữ nhưng không thể, vậy Ngài bất lực. Nếu Ngài có thể nhưng Ngài không muốn, vậy Ngài quá gian ác. Và Ngài vừa có thể và Ngài vừa muốn,
Vậy thì cái chuyện lũ lụt rồi cái sập cầu chết người và tên đạn đạo bắn ra chết biết bao nhiêu người đấy, nó là cái chuyện gì vậy? Nó là cái gì vậy thưa quý bà anh chị em? Vậy thì thưa quý bà anh chị em, con đã gửi cho ban tổ chức cái cuốn sách cầm trên tay quý bà anh chị em có. Nhưng mà vì thời lượng của buổi thuyết trình có không được đủ để con trình bày từ đầu đến cuối, vậy thì sau khi suy nghĩ thì con đổi lược đồ là chúng ta đã khởi đi từ thánh Irene thành Lyon, rồi tới triết học tiến trình, sau đó chúng ta quay trở về thánh Thomas và thánh Agustino. Và ba giai đoạn ấy thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu. Và thưa quý bà anh chị em, bởi vì tìm hiểu vấn đề sự giữ, chúng ta phải đặt vào cái bối cảnh niềm tin của họ vào vị thần linh hoặc ông trời và thượng đế nó thế nào, vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu một người không tin vào thượng đế thì giải quyết vấn đề đau khổ, những vấn đề trục trặc trong tự nhiên lại là một cái nhìn khác. Còn với những người tin vào đa thần, phiếm thần thì giải quyết vấn đề sự giữ sự ác lại ở khía cạnh khác. Và đối với chúng ta, con tin đại đa số và con trình bày là dựa theo niềm tin độc thần. Bởi vì dựa theo niềm tin độc thần này để chúng ta trình bày vấn đề thì nó sẽ rốt ráo hơn. Và thưa quý bà anh chị em, vậy thì có những quan niệm khác nhau dẫn đến những hiểu biết khác nhau về vấn đề sự giữ. Và sở dĩ con đi theo cái lộ trình này là con muốn nhấn mạnh tới vấn đề sự giữ được giải quyết và được nhìn dưới lăng kính của đại đa những người đang cử tọa, đang ngồi dưới đây là Kitô giáo thế nào nha. Và thưa quý bà anh chị em, như vừa rồi con nêu đầu đấy, chúng ta thấy một đàng là cái tên lửa nó bay và nó bắn chết rất nhiều người. Tự dưng nếu tên lửa đấy không được điều khiển bởi một người nào đó, không được điều khiển bởi một ai đó, thì liệu những người đang mạnh, đang khỏe, đang thánh niên, đang cường tráng, đang là những người lao động chính của gia đình có bị chết không? Không. Nếu tên lửa không bắn vào, hoặc là những phát súng không bắn vào người nọ người kia, người ta không chết. Đấy, theo ngôn ngữ bình thường chúng ta gọi là sự giữ luân lý. Sự giữ luân lý, con phân biệt có hai loại sự giữ. Và sự giữ thứ hai đó là sự giữ tự nhiên. Muốn hay không muốn, cứ mà anh chị em đến từ thành phố qua bán đảo Thanh Đa của chúng con hôm nay, thế nào cũng bị ướt xe. Bởi vì nước triều cường của sông Sài Gòn dâng lên không tránh được. Mà quý bà chị không muốn nhiều người đi xe. Con nghe nói là nhiều người đi xe tay ga là phải dừng xuống giác bộ. Vậy thì nước ấy nó làm cho chúng ta bị hỏng hóc, hư hoại cái nọ cái kia do thiên nhiên gây ra. Vậy thì còn phân loại có hai loại sự giữ. Sự giữ đầu tiên đó là sự giữ luân lý. Và sự giữ thứ hai là sự giữ thiên nhiên hoặc gọi là sự giữ tự nhiên. Vậy thì sự giữ nào ảnh hưởng lên sự giữ nào? Thưa quý bà anh chị em, theo nhãn quan của chúng ta thì sự giữ luân lý là cái gây ra các sự giữ khác, là đó là gây ra sự giữ tự nhiên. Và chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần, chúng ta sẽ thấy vấn đề đó. Và vì buổi thuyết trình này con chỉ trình bày ở hai khía cạnh. Chúng ta nhìn sự giữ không phải như một nhà khoa học hay không phải như một nhà tâm lý, và cũng không phải như là những người làm các lĩnh vực văn chương thơ phú, thấy đau khổ của người khác gợi hứng làm thơ vân vân vân. Con không nhìn ở dưới khía cạnh đó, mà con chỉ trình bày sự giữ dưới lăng kính triết học. Và thông thường sự giữ nhìn dưới lăng kính triết học thì luôn luôn được kéo theo sự giữ nhìn dưới lăng kính của tôn giáo. Và nhưng mà ở đây thì con chỉ trình bày cái duy nhất là sự giữ dưới lăng kính của triết học. Và như con đã thưa với mọi người rằng cái cuốn sách mà quý vị có trên tay thì con sẽ khởi đi từ thánh Irene. Và cái chính yếu, cái chủ đề của thánh Irene bàn về sự giữ đó là thần lý học thổi hồn. Tại sao thánh Irene lại nói như vậy? Là bởi vì quan niệm của thánh Irene, sự giữ xảy ra là bởi vì thần linh hay thượng đế khi ngài tạo dựng mọi sự từ hư vô và ngài cho mọi sự hiện hữu thì ngài đặt trong đó một tiến trình. Và thánh Irene ngài phân ra làm hai giai đoạn, Bios và Joe. Cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn Bios, là cái giai đoạn mà con người đang được tạo dựng trong tình trạng, cả hai giai đoạn đương nhiên con người được tạo dựng trong tình trạng không hoàn hảo. Và từ tình trạng không hoàn hảo ấy, suốt một hành trình con người đi lên và đạt tới cùng đích. Và thánh Irene ngài nói thì ngay khi khởi thủy
Thiên Chúa hoặc là Thượng Đế hoặc là Thần Linh dựng lên con người trong cái tình trạng gọi là không hoàn hảo. Cho nên có sự dữ xảy ra. Và khi mà Adam, Eva phạm tội, nó chỉ là vết cắt làm cho cái sự dữ đấy nó hoán xuống. Và Đức Giê-xu Kitô Ngài đến để Ngài cho chúng ta lên một cái tình trạng mới là tình trạng làm con. Vậy thì Thánh Ê-rê triết gia này phân ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn tình trạng đầu tiên là tình trạng bios. Con người là loài thụ tạo được dựng nên giống hình ảnh thần linh, cho nên có lý trí và có ý chí. Có lý trí để con người phân định điều đúng sai, có ý chí tự do để con người đưa ra chọn lựa. Và vì vậy trong suốt hành trình, con người đi từ loài thụ tạo có lý trí lên tình trạng làm con, thì Thánh Ê-rê phân biệt là bios và zoe. Và con thì con cứ lấy ví dụ nôm na như thế này cho dễ hiểu nè. Như là một cuộc thi marathon hay là bất cứ một giải thể thao nào đó, chúng ta phải tập luyện và chúng ta có những kỹ năng tốt nhất để chúng ta đạt tới cái đích. Mà trong đạo đức học thì chúng ta phân ra làm hai trường hợp, gọi là đạo đức học dựa trên các nguyên lý. Ví dụ đạo đức học dựa trên nguyên lý là giết người là sai, nhưng mà người ta chỉ dựa, Kant hoặc là các triết gia hiện đại chỉ dựa trên những nguyên lý. Nhưng mà Aristotle và các triết gia cổ đại cũng như các triết gia thời Trung Cổ thì đành rằng họ biết các mệnh lệnh phổ quát, nhưng mà họ mời gọi là đạo đức dựa trên đức hạnh. Cho nên mới có một cái đích đề mà chính Ê-rê Ngài theo cái trường phái đó. Bởi vì Ngài bảo cái chúng ta đang là thì nó sẽ nói chúng ta cái sẽ là cái gì. Ví dụ như bây giờ một bạn chủng sinh, cha giám đốc học viện đây thấy đoàn hoàng tử tế, học hành tốt lành, thì với cái phán đoán của Ngài, Ngài bảo bạn này sẽ là một linh mục thế này, bởi vì Ngài dựa trên cái đang là. Vậy thì Ê-rê dựa trên cái lập trường đó, và Ê-rê nói vậy thì con người cũng phải được tạo dựng trong tình trạng không hoàn hảo và có một cuộc đấu hoặc một tập luyện, cho nên giữa chọn lựa cái đúng cái sai, và những cái sai là những cái mà không có đúng luân lý thì gọi là sự dữ, thưa quý bà anh chị em. Và đó là lập trường của Thánh Ê-rê. Con tóm tắt như thế để quý bà anh chị em biết về lập trường của Thánh Ê-rê. Và quý bà anh chị em sẽ thấy lập trường về sự dữ của Thánh Ê-rê là con người khởi thủy từ tình trạng không hoàn hảo đi đến tình trạng hoàn hảo, nhưng mà có một cái đích để nhắm tới, đó là sự sống hạnh phúc, sự sống viên mãn với thần linh. Và đây quý bà anh chị em sẽ chuyển sang cái trường hợp thứ hai, triết học về tiến trình, gọi là thần lý tiến trình. Và thần lý tiến trình này thì người ta rất phát triển trong cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và đến bây giờ. Và triết học hoặc là thần lý tiến trình hoặc là quá trình đi lên thì sẽ phân ra làm hai hướng. Một sẽ dẫn đến thuyết tiến hóa của Darwin, còn một sẽ dẫn đến thuyết mà tin vào thần linh. Ở đây thì con chỉ trình bày thuyết tiến hóa này, thuyết thần lý mà tiến trình này một cách sơ lược như vậy. Và bây giờ con đi tại sao họ có cái sự phân loại như vậy, và cái sự phân loại như vậy nó dựa trên đâu. Thì thưa quý vị, triết học tiến trình này dựa trên, họ nói rằng con người có những chọn lựa đúng sai, và chọn lựa đúng sai ấy nó quyết định giá trị luân lý. Và nếu chọn lựa đúng thì giá trị luân lý ấy là tốt, và nếu chọn lựa sai thì giá trị luân lý ấy là sự dữ. Và sở dĩ tại sao phát triển cái thần lý tiến trình này là bởi vì khi mà người ta thấy với thuyết Darwin ra đời, và người ta tin rằng vũ trụ này nó có một tiến trình đi lên, có một tiến trình đi lên, nhưng tiến trình đi lên của những nhà thần học hoặc triết gia của tiến trình thần lý tiến trình này, họ lại không nhắm tới đích, mà hạng từ chuyên môn gọi là telos. Họ không đưa ra cái telos là cái cuối cùng mà các thọ tạo này phải vươn tới. Thì họ nói rằng trong một cái tiến trình ấy, thần linh và con người cùng cộng tác với nhau để đưa cái thế giới này, cái vũ trụ này đến mức thiên toàn. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, nó sẽ có khập khiễng ngay. Và ngay như vậy thì người ta sẽ không hoàn toàn tuyệt đối dựa vào niềm tin độc thần, một vị thần linh phải toàn năng, toàn tri, toàn thiện, trọn tốt, trọn lành. Người ta không cần dựa vào cái đó. Và người ta chỉ nói một vị thần linh hoặc nhiều vị thần linh luôn luôn trung thành, yêu thương, thành tín. Thế thôi.
Nhưng mà cái đó nó sẽ rất nguy hiểm, và con sẽ trình bày thấy được cái lỗ hổng của cái gọi là thần lý tiến trình này. Nhưng mà trước khi đi đó thì chúng ta quay trở lại Kinh Thánh một chút. Thì trong sách Sáng Thế chương 3 câu 14, khi mà Đức Chúa Thiên Chúa hiện ra với ông Môsê nói: "Ta là đấng ta là." Thì theo một triết gia người Israel, ông Joram Hazoni, thì ông bảo lâu nay bởi vì chúng ta quan niệm triết học theo cổ điển và trung cổ là chúng ta áp cái tư tưởng thần linh của Kinh Thánh vào tư tưởng của các triết gia Hy Lạp cổ đại và trung cổ, cho nên chúng ta trình bày vấn đề sự giữ nó không có được như là mong muốn. Bởi vì các triết gia cổ đại Hy Lạp và triết gia trung cổ thì nói một vị thần linh là phải toàn năng, toàn tri, toàn thiện, Ngài biết hết mọi sự. Vậy thì tại sao Ngài cho sự giữ xảy ra và không giải quyết được vấn đề? Cho nên ông này ông bảo cái đầu tiên là bởi vì người ta dịch và người ta hiểu sai cái câu mà xuất hành chương 3 câu 14 là Thiên Chúa nói ta là đấng ta là, nhưng mà phải có thể dịch là Thiên Chúa nói ta sẽ là đấng ta sẽ là. Vậy thì nếu như thế thì cái quan niệm về một Thiên Chúa độc thần không thay đổi, bất biến, cố định, nó sẽ bị hiểu khác. Và vì người ta hiểu quan niệm chỉ cần Thiên Chúa là đấng yêu thương, trung tín, thế là đủ rồi, còn không cần phải Ngài toàn năng toàn tri. Cho nên người ta đẩy Irene, ông đã đẩy cái sự chọn lựa đúng sai cho phía con người. Nhưng mà Irene nói đẩy cái sự chọn lựa đúng sai sẽ dẫn đến sự giữ luân lý về phía con người. Nhưng mà con người chọn lựa đúng sai ấy, tự bản thân, gọi là nội tại của bản thân, hữu thể người ấy có cái khả năng để chọn lựa cái đấy thì được phú ban bởi Thượng Đế. Nhưng mà còn nhóm gọi là thần lý tiến trình thì mà không quan trọng. Chúng ta cùng với thần linh đưa ra những chọn lựa như vậy và họ đẩy tới cái gọi là thần lý tiến trình. Và vì vậy thần lý tiến trình này họ bảo sở dĩ có sự giữ là bởi lúc nào đó mà cái chọn lựa của con người, gọi là tiếng Anh gọi là dishonor, không theo cái trật tự của Thượng Đế, không theo trật tự của thần linh, thì sẽ có gọi là sự bất hòa. Hoặc là khi họ chọn lựa cái điều đó mà không hợp thì thần linh ngó lơ, thần linh không quan tâm thì sự giữ xảy ra. Giải thích của họ kể ra là cũng có lý, nhưng mà nó sẽ dẫn đến, vậy thì nếu giải thích của họ như vậy nó sẽ dẫn đến rất nhiều trục trặc. Thưa quý bà anh chị em, lúc nãy cha giám đốc nói rằng ở đây có rất đông người, con giả sử giữ là khiếm khuyết sự thiện, đáng lý nó phải hiện hữu. Con định nghĩa lại, bởi vì cái định nghĩa này vô cùng quan trọng để chúng ta trả lời tất cả các vấn đề mà liên can tới sự giữ. Sự giữ là gì? Thưa theo Thánh Agustino, Thánh Thomas và gọi là câu trả lời triết học truyền thống, sự giữ là khiếm khuyết sự thiện. Mà khiếm khuyết sự thiện làm sao? Khiếm khuyết sự thiện đáng nghe cái đó nó phải có đó, nhưng nó không có, nó bị khiếm khuyết thì nó trở nên sự giữ. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích cái khái niệm đó. Lúc nãy con lấy ví dụ cái tên lửa đạn đạo mà nó bắn vào quân kẻ thù mà nó giết ít người thì cái tên lửa đạn đạo ấy thành công hay không thành công. Còn nếu nó giết được nhiều người thì cái tên lửa, cái vai trò, cái mục đích của cái tên lửa đấy là thành công. Khi một tên lửa bắn ra, mục đích của tên lửa ấy được phá hủy càng nhiều, mà tiếng Hy Lạp gọi là arete. Khi một cái mũi tên được bắn ra, nó càng chuẩn, càng trúng hồng tâm thì cái mũi tên ấy đã hoàn thành tốt nhất, xuất sắc nhất cái sứ vụ của nó. Vậy thì một tên lửa được bắn ra, nếu nó bắn mà không chuẩn thì nó không hoàn thành cái sứ vụ của nó. Con thì con cứ hay hỏi một cái chuyện mà ở đây ai cũng biết này. Trong Tin Mừng nói rằng Trật Trí giáo sư Kinh Thánh thì sẽ biết rõ hơn xuất xứ ở đâu, con chỉ nhớ nội dung thôi. Khi mà Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane ban tối như vậy, Thánh Phêrô thấy quân dữ đến tấn công Chúa Giêsu thì ông rút kiếm ra, ông chém vào đâu quân Thánh Phêrô chém vào đâu? Chém vào, có sơ nào trả lời hay thế, tay lại còn tay phải nữa, nhớ quá chính xác. Nếu mà Trật Trí dạy Kinh Thánh thì cái đó là chắc ăn sơ đấy, được ăn điểm đó. Vậy thì Phêrô rút gươm ra chém đúng tay phải một người lính. Vậy thì hỏi thật các sơ lúc nãy trả lời, tự hỏi nói trả lời tự tin này, ông Phêrô chém giỏi hay chém dở? Các sơ bảo
ông Phêrô chém giỏi nên mới đúng tay phải. Nếu mà ông Phêrô chém giỏi thì người lính ấy phải mất mạng, đúng không? Mục đích của cái kiếm rút ra nó phải sắc nhất, chuẩn nhất và đạt được mục đích tối đa. Mà mới có sượt qua tay mà vẫn còn sống thì ông Phêrô chém dở hay chém giỏi? À, và bây giờ con hỏi này, vậy thì giả sử cái kiếm ấy nó rất sắc, cái gươm ấy rất sắc, nhưng mà bởi vì tay ông Phêrô không có chuẩn, tay ông Phêrô không có được tập luyện nhiều, và cái phán đoán là cái trí của ông Phêrô không có chính xác, vậy hỏi này, sự giữ đất tay ấy xảy ra do cái gì? Hậu quả là cái đứt tay là một điều không có tốt, thì đó là hậu quả, cái giá trị của cái hành động, giá trị của việc làm. Vậy thì sự giữ trong vụ này là thủ phạm là cái gì? Tay Phêrô à? Nếu Phêrô không che dùng tay thì ông có thể dùng chân cũng được, ông ra lệnh người khác chém cũng được cơ mà. Vậy thì sự giữ cái này do đâu? Ý chí của Phêrô. Ý chí của Phêrô. Cho nên Phêrô, cái kiếm, cái gươm này, nó phải chém chết người kia mới là đúng. Về phương diện cái kiếm. Còn về phương diện hành động gây giết người là do ý chí tự do chọn lựa của Phêrô. Vậy thì một cái tên lửa đạn đạo mà được bắn ra, tên lửa đạn đạo ấy, nguyên nhân nó phá hủy không phải là tại nó, mà tại do ý chí của con người gây ra cái sự dữ đó, làm ra cái sự dữ đó. Còn nếu không có cái người, ý chí của con người muốn đi đánh nhau chiến tranh thì cái tên đạn đạo nó đứng yên một chỗ mà, nó đâu có bay được đâu. Vậy thì cái sự dữ đấy là do ý chí của con người. Vậy thì hành vi luân lý được quyết định, một sự dữ xảy ra do ý chí của con người đã chọn lựa sai. Và như con vừa trình bày cái định nghĩa, sự giữ là gì? Thưa, sự giữ là khiếm khuyết sự thiện. Đáng lý cái sự thiện ấy nó phải có mặt ở đó. Con lấy một ví dụ. À, một con gà thì nó phải có mấy chân? Có chắc không? Một con gà phải có hai chân. Nếu bây giờ nó, con gà chúng ta nhìn thấy nó con gà y chang như con gà, mà nó bị què một chân thì sao? Nó có còn không là con gà không? Các sơ vừa nói con gà có hai chân, mà bây giờ con gà có một chân thôi, vậy thì có phải con gà không? Các sơ nói là con gà phải có hai chân, mà bây giờ con gà chỉ còn một chân thôi, thì có phải con gà không? À, vậy thì con gà đấy gọi là con gà gì? Gà què. Cái đúng lý ra một con gà bình thường nó phải có hai chân, mà bây giờ nó khiếm khuyết một chân, thì nó gọi là sự giữ xảy ra đối với con gà đấy. Nếu bình thường nó phải có hai chân, nhưng bây giờ nó có một chân thôi. À, vậy thì sự giữ theo nói như cái định nghĩa vừa giờ, sự giữ là khiếm khuyết sự thiện. Và sự giữ thật ra không tồn tại, bởi vì nó khiếm khuyết thôi. Nhưng mà bẻo một cái, bẻo nặng thì có đau không? Có. Vậy thì sự giữ nó không phải là một bản thể, nó không phải là một hữu thể theo đúng nghĩa, nó có bản tính vân vân, nhưng mà nó có thật. Đau đầu nhỉ, cái này bắt đầu khái niệm này hơi đau đầu. À, nó có thật là, thưa quý bà anh chị em, sự giữ không phải là một bản thể, nhưng nó có thật. Bởi vì con gà trọn vẹn phải có hai chân, nhưng bây giờ chỉ có một chân thì con gà vẫn là con gà. Nhưng mà giá mà có thêm cái chân nữa thì nó là con gà trọn vẹn đầy đủ. Nhưng mà nó có mất một chân rồi, thì cái sự giữ, việc mất một chân ấy, sự giữ là khiếm khuyết cái sự thật, hoặc là chân lý, hoặc là cái thiện mà nó phải có, nhưng bây giờ nó mất. Vậy thì nguyên nhân của cái việc mà cái mất một cái chân kia, nó chỉ là tùy thể. Cái này hơi hơi đau đầu ngôn ngữ một tí, nhưng mà ít nhất con phải trình bày như vậy. Và vậy thì nếu sự giữ là khiếm khuyết sự thiện, chúng ta phải hiểu thế nào? Thánh Thomas trong cuốn bàn về vấn đề sự giữ, câu hỏi 1 và article 3, thì ông ấy nói như thế này, triết gia nói như thế này. Ngài phân ra làm hai loại sự giữ. Trong cái gọi là sự giữ đấy, thì khiếm khuyết sự thiện đấy, thì Ngài phân ra làm hai sự khiếm khuyết.
Bây giờ quý sơ quay lại cái nhà chòi và nhìn một con cá. Ở đây là nghe đâu cha giám đốc năm ngoái nói với mình là có con cá to lắm à, mà con cá nó bơi lên nó bảo con xin chào các sơ à, thì trường hợp đấy là cái gì? Không thể. Bởi vì con cá này nó bản chất của nó không thể nói chuyện được, không thể chào được. Nó khiếm khuyết khả năng nói. Thì Thánh Thomas đấy là khiếm khuyết theo giống loại của nó à, đấy là cái điều đầu tiên. Và điều thứ hai, bây giờ chúng ta có khả năng ăn nói mà chúng ta không nói được à, chúng ta gặp con cá nó chào lại mà chúng ta không chào lại được nó. Ví dụ thế thôi chứ con cá thì không chào được à, thì chúng ta không thể chào được, không phản ứng được. Vậy thì trong trường hợp ấy chúng ta khiếm khuyết khả năng nói. Thì đây là khiếm khuyết sự thiện theo cái nghĩa chặt của Thánh Thomas nha. Và vấn đề của chúng ta quan trọng là vừa giờ con trình bày lý thuyết về sự giữ rồi. Bây giờ quý vị bảo chứ này cha nói vậy thì nhưng mà vấn đề là bẻo thì vẫn đau, rồi đói mà không cho ăn thì vẫn đói đủ thứ. Rồi bây giờ một người mà con thấy các ông bà già của chúng ta trong phong trào Legio Maria hay đi thăm, mà con mới bữa đây con nghe thấy trong nhà thờ ở chỗ nọ một nhân vật cung tai to mặt lớn nói rằng có đi đám tang một người chết trẻ. Thôi vác thánh giá vậy. Thôi thì để thánh giá Đức Chúa Trời gửi sự giữ nó đến thì chịu khó mà vác vậy. Con biết một cái đoàn Legio Maria đi thăm một ông kia, ông bị ung thư, ông đau quá trời. Thế là mấy bà đạo đức của chúng ta nói này, thôi vác thánh giá vậy. Biết ông nói sao? Vác thánh giá thì bà vác đi, ông vác đi, tôi đâu muốn vác đâu, cho tôi khỏi đi. Vậy thì chúng ta vừa lý luận với nhau là sự giữ không phải là bản thể, sự giữ không có thật là khiếm khuyết sự thiện. Mà cái khiếm khuyết ấy chúng ta có muốn không? Không. Vậy thì bây giờ chúng ta phải hiểu nó thế nào và tại sao nó có mặt. À, Thánh Agustino được gọi là tiến sĩ về sự giữ à, thì ngài giải thích như thế này. Sở dĩ sự giữ có mặt là bởi vì chúng ta gọi là chọn lựa sai thứ tự. Chọn lựa sai thứ tự. Mà trong cái đề tài con nói đấy, con đặt trong cái gọi là PowerPoint đấy, tình yêu đặt nhầm chỗ. Tình yêu đặt nhầm chỗ. Bởi vì con người chúng ta được dựng nên với lý trí và ý chí. Lý trí để chúng ta phân định đúng sai, ý chí tự do để chúng ta đưa ra chọn lựa. Mà con tạm gọi là tình yêu đặt nhầm chỗ, gọi là đặt sai thứ tự ưu tiên. Thánh Agustino nói để không phạm sự giữ luân lý thì chúng ta có 3 cấp độ thứ tự ưu tiên. Đầu tiên là chúng ta phải chọn thứ tự liên can tới thần linh, liên can tới Thượng Đế. Cái thứ hai chúng ta phải chọn đến con người. Và cái thứ ba chúng ta mới chọn liên can tới những hữu thể mà thấp hơn con người. Con lấy ví dụ để quý bà anh em dễ hiểu chứ không thì trừu tượng quá. Bữa trước con đi dạy môn đạo đức học ở một cái chỗ nọ. Thế là con hỏi cả lớp rằng đối với phương Tây thì họ không ăn thịt chó. Họ thấy thịt chó là một điều không nên ăn. Nhưng mà thấy đám tiệc ở Việt Nam chỗ nào cũng được ăn thịt chó. Họ thấy ăn thịt chó nhiều quá. Vậy thì có được phép ăn thịt chó không? Thế cả lớp nói được, bởi vì Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Thiên Chúa cho con người được thưởng dụng tất cả những sự vật đấy. Nhưng có một chị giơ tay lên, chị bảo: "Thưa cha, muốn ăn chó nhà ai thì ăn, thịt chó nhà ai thì riêng chó nhà con không được thịt." À, vậy thì thoạt kỳ thủy nghe cái câu nói này là chị ta bảo vệ con chó của chị ta và không muốn cho ăn thịt. Nhưng mà nó sai ở cái chỗ rằng nếu giả sử có một bạn khác đưa, bây giờ giả sử trên thuyền chó của nhà mọi người đi vượt biên ăn chết hết rồi, còn mỗi mình con chó của chị. Mà nếu bây giờ ăn không ăn con chó của chị thì mọi người chết. Hoặc nếu không ăn con chó của chị thì người ta phải bắt một đứa trẻ ra người ta ăn. Vậy thì chị tính sao? Cười huề. À, cái này để nói một chuyện. Chúng ta tình yêu không được phép đặt nhầm chỗ trong cái thứ tự ưu tiên. Vì vậy cái thứ tự ưu tiên, những mệnh lệnh phổ quát để tránh sự giữ thì chúng ta phải tuân theo những cái mệnh lệnh phổ quát mà chính đấy là Thượng Đế hay là thần linh đặt vào trong chúng ta. Cái thứ hai chúng ta phải gọi là ưu tiên con người rồi mới đến ưu tiên sự vật. Và tại sao mình trình bày cái vấn đề này để nói với các bạn một chuyện. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu sự giữ luân lý xảy ra bởi vì chúng ta đặt nhầm chỗ rất nhiều chuyện
đặt nhầm chỗ rất nhiều chuyện. Thay vì thương con người, nói theo Fulton Sheen, thay vì thương con người chúng ta sử dụng đồ vật, mà chúng ta lại thương đồ vật mà sử dụng con người. Cái đó là sai thứ tự, cho nên chúng ta dẫn đến đau khổ. Rồi kể cả ngay trong tương quan giữa con người với con người, sự giữ luân lý xảy ra. Bởi vì cái định luật mà gọi là Agostino, được gọi là sự giữ, được nhìn trong cái tổng thể hài hòa. Con người, mình thấy bây giờ mình hay chia sẻ với nhiều bạn trẻ, nhất là các bạn nữ, 30 tuổi rồi, lo lấy chồng đi. Các bạn bảo, thưa cha, con ở vậy cho nó khỏe, lấy chồng mệt lắm cha. Bảo đàn ông bây giờ toàn gia trưởng thế nọ thế kia. Không phải, các bạn như vậy là các bạn đang bắt đầu không đi theo trật tự của tự nhiên. Đương nhiên, nói như Lâm Ngữ Đường, trừ các cha, các thầy, các sơ, những người dám dấn thân cho một lý tưởng đặc biệt thì trường hợp đấy ngoại lệ. Nha. Còn cái quy luật thông thường, chúng ta phải tuân theo cái quy luật của tự nhiên. Và khi chúng ta không tuân theo cái quy luật của tự nhiên là bắt đầu chúng ta đang bắt đầu phá hủy cái trật tự tự nhiên. Mà khi chúng ta phá hủy cái trật tự tự nhiên thì bắt đầu sự giữ có thể xâm nhập. Cho nên mở ngoặc đơn, đây có bạn giáo dân nha, nhớ đến tuổi 30 rồi thì vẫn phải kiếm một ông chồng nào phù hợp với mình. Chứ còn bảo không chịu đi kiếm mà cứ bảo sống vậy cho nó vui thì bắt đầu đang phá đổ cái chọn lựa ưu tiên của tự nhiên rồi. Đấy là mình trình bày về. Vậy thì Thánh Agustino nói chúng ta phải tuân theo các cái trật tự trong tự nhiên, thì khi ấy chúng ta mới bắt đầu né được các vấn đề sự giữ. Và tuân theo thì tuân theo chứ, bão nó vẫn xảy ra, lũ lụt vẫn xảy ra, rồi những tai ương hoạn nạn. Mình đang đi xe trên đường đoàn hoàng tử tế nhưng mà đứa khác đâm vào thì vẫn là sự giữ đối với mình vậy. Thì làm thế nào để chúng ta hạn chế sự giữ là cái mà tuân theo quy luật tự nhiên. Nhưng mà nói gì thì nói, sự giữ vẫn có mặt. Và sự giữ có mặt là do sự chọn lựa tự do của con người nha. Và đứng về phương diện logic, thế giới mà chúng ta đang sống, nói theo Thánh Agustino, ai nói gì thì nói, ung thư, chết người, tất cả những sự đang xảy ra, chiến tranh, lũ lụt, mặc dầu định nghĩa sự giữ là khiếm khuyết sự thiện đi chăng nó, nhưng mà sự giữ vẫn hàng ngày đang chành ảnh ra trước mặt chúng ta. Vậy thì chúng ta nói rằng nếu một Thiên Chúa toàn năng, toàn tri, trọn tốt, trọn lành, tại sao Ngài vẫn để cái ấy xảy ra nếu dựa theo cái quan niệm này? Thưa quý bà anh chị em, nói như Agustino và chúng ta hay nói, Thiên Chúa rút từ sự giữ ra sự lành. Và Thánh Agustino và được rất nhiều triết gia ủng hộ rằng sự giữ là cái tất yếu trong cái trời đất vũ trụ này. Sự giữ là cái tất yếu. Mà Thánh Agustino nói như thế này, đố Thiên Chúa tạo ra được một cái thế giới, cái vũ trụ nào hoàn hảo hơn vũ trụ này. Và vũ trụ này, thế giới này là một cái hệ thống hoàn hảo nhất Thiên Chúa có thể dựng nên. Mà Thánh Agustino nói, bây giờ giả sử đi, những bạn nào đi tu thôi, bây giờ có mỗi dòng chú thế, không cho dòng khác. Các bạn sau này làm ông cha, xong các bạn bảo, ước gì mình đi dòng Francisco, ước gì mình đi dòng Đa Minh, ước gì mình đi dòng tên, ước gì mình đi dòng địa phận, đi linh mục giáo phận. Nhưng mà hồi đấy ở ví dụ như thế thôi, ở cõi Việt Nam có mỗi dòng chú thế, không có các dòng khác, không có linh mục giáo phận. Các bạn không có chọn lựa nào mà các bạn muốn làm linh mục. Vậy thì liệu đấy có phải là cái hoàn hảo nhất không? Không, mặc dù các bạn vẫn có thể trở thành một người A, người B, người C, nhưng mà trong một thế giới Thiên Chúa dựng nên, con người có lý trí và có ý chí tự do, thì Ngài cho con người có chọn lựa. Và bởi vì cho con người có chọn lựa, Ngài chấp nhận một cuộc phiêu lưu, nó chọn đúng hay chọn sai, nó chọn yêu mình hay không yêu mình. Còn nếu mà tình yêu không cho chọn lựa thì không còn là tình yêu nữa, là ép buộc. Vậy thì Thánh Agustino nói, thế giới này mặc dầu vẫn còn những sự giữ này nọ, nhưng đây là một thế giới hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa có thể tạo dựng. Vậy thì nếu chúng ta đang sống trong một thế giới trọn hảo nhất, hoàn hảo nhất mà chúng ta đang đứng, thì chúng ta phải trả lời vấn đề sự giữ thế nào. Nói như là cha Vượng hôm qua Ngài ngồi bàn cơm, Ngài nói với con chứ cha Quảng ạ, sự giữ thì anh có trình bày mấy thì trình bày, nhưng mà vẫn phải đến cái kết luận, đó vẫn là một màu nhiệm. Vẫn là một màu nhiệm, kiểu gì thì kiểu, cho dù suốt nãy giờ mình lý luận Irene, rồi sự giữ theo thần lý tiến trình, rồi Thánh August và Thánh Thomas, các bạn thấy có vẻ hợp lý, logic.
Nhưng mà bây giờ đối diện với một người bạn hoặc một người cha, một người mẹ mà bây giờ các bạn phải chăm sóc 5-7 năm cứ nằm đó như một sống đời sống thực vật, đón nhận sự dư đấy có dễ không? Không dễ nha. Vậy thì Thánh Agustino và quan niệm thần sự giữ một cách nào đấy như một bức tranh, mà một bức tranh tổng thể, bức tranh ấy phải có một gam tối giữa một gam sáng. Và đương nhiên cái điều này được trình bày, nếu mà có thời gian thì các người vô thần họ sẽ đưa ra những lý chứng này nọ, họ bắt bẻ điều này rất nhiều. Nếu anh bảo một bức tranh có những gam tối, gam sáng, vậy thì anh làm gam tối đi để tôi làm gam sáng cho. Bây giờ con muốn đi tu dòng như thế mà các cha dòng như thế đòi hỏi IELTS phải thế này, mà trong 5-7 bạn thi thì có một bạn là không đủ điều kiện. Bảo thôi thì đón nhận sự khó Đức Chúa Trời gửi đến, mày đón nhận đi mày đổi điểm cho tao, có đổi không? Không đâu. Chúng ta lý luận ở đây thì dễ, nhưng đối diện với cái điều dữ mà nó xảy ra cho chúng ta không dễ. Vậy thì thái độ đầu tiên là chúng ta vẫn phải đón nhận nó như là một mầu nhiệm. Rồi cái thái độ thứ hai mà Thánh Agustino nói, chúng ta phải đặt trong một tổng thể, vừa giờ là một tổng thể hài hòa của bức tranh và đẩy đến. Bởi vì thế chúng ta thấy chúng ta sống ở đây mà như Thánh Vịnh nói, mạnh giỏi thì được 80 mà phần lớn là gian lao khốn khó. Cho nên bây giờ giới trẻ nó hay có một cái câu như thế này: chúng ta có một đời để sống, tốt nhất là hãy hưởng thụ đi. Nhưng mà họ quên mất một điều rằng đúng, chúng ta có một đời sống ở trần gian này, còn đương nhiên có đời sống đời sau nữa. Vậy chúng ta chỉ có một đời để sống một quãng ngắn ở trần gian này, thì tốt nhất hãy chuẩn bị cho sự sống đời đời. Thế gian thì nói chỉ có một đời để sống, hãy hưởng thụ đi. Nhưng mà với chúng ta, nhãn quan của người hữu thần, đúng tôi có một đời để sống, nhưng mà tôi phải chuẩn bị cho cái sự sống đời đời là cái dài lắm, vĩnh cửu mà. Vậy thì ngay cái sự giữ, nói theo Thánh Agustino và Thánh Thomas, nếu nó có xảy đến trong cái cõi tạm này thì chả nhằm nhò gì so với cái dài mãi mãi về sau hạnh phúc. Thì đương nhiên đấy là lý luận của các ngài, và chúng ta có nhiều thời gian thì những chuyện này chúng ta vẫn phải tranh cãi, cả là một thách đố nha. Rồi cái nữa, sự giữ xảy ra để nói một chuyện, nói lên tính công lý, nói đến tính công bằng trong trời đất. Nếu không có sự giữ thì như kiểu là đi học mà không có thi. Mặc dầu là con đi dạy học, là con vẫn cộng chung, là ví dụ anh nào 17 điểm trong trường nhà mình, cha giám đốc ạ, là ví dụ 17 điểm là cao nhất, con cộng lên 3 điểm nữa là 20, thì con cộng cả lớp lên, như kiểu là nâng cả lớp lên như vậy. Thì cũng vậy, nếu đi học mà không có thi, thì nếu sống trong trần gian này không có sự chọn lựa để chúng ta phân định, thì như kiểu đi học không có thi, thế thì anh nào cũng lên lớp, anh nào cũng ấy thì không được. Cho nên Thánh Agustino nói sự giữ xảy ra đứng về phương diện logic vẫn là vấn đề rất hợp lý và cần thiết, cần phải có. Đấy, vậy thì con đã trình bày một loạt vấn đề sự giữ của bốn học thuyết như vậy. Và bây giờ đến phần kết luận, câu trả lời chung đối diện với các vấn đề sự giữ thế nào đây? Thiên Chúa cho sự giữ xảy ra, và Ngài muốn sự giữ xảy ra, chắc chắn. Còn vấn đề Ngài cho phép và Ngài muốn, và sự giữ xảy ra thế nào thì do sự cộng tác của chúng ta. Và như cha giám học đã nói, chúng ta có những buổi thuyết trình này để tăng thêm khả năng hiểu biết về một lĩnh vực chuyên môn, nhưng đồng thời cũng tăng thêm khả năng sống đức tin của chúng ta. Vậy thì đối với ông thầy giáo của con là Dr. Peter Griff, thì ông nói như thế này: cái sai lầm của các triết gia hiện sinh vô thần của thế kỷ 20, họ chỉ đẩy mạnh tới rằng họ sẽ giết Thiên Chúa để họ trở thành Thiên Chúa. Nhưng mà khi họ trở thành Thiên Chúa thì chỉ dẫn đến lò sát sinh và những diệt chủng ở Auschwitz mà thôi. Còn đối với tất cả những sự giữ mà chúng ta phải đối diện tới, thì chúng ta không còn ai khôn ngoan hơn nhân vật này trong cõi thế gian, đó là Đức Giê-xu. Mà Đức Giê-xu đối diện với tất cả những sự khó khăn ấy, Ngài vác thánh giá đi lên đồi Can-vê. Chúng ta không còn cách nào khác. Ông thầy giáo của con nói vậy. Không, no other options. Ông nói ra đó, không có chọn lựa nào khác ngoài chọn lựa cùng lên đồi Can-vê. Và ông ấy trong cái cuốn sách vẫn bàn về đến vấn đề sự giữ, câu cuối cùng ông nói: Your will be done. Thánh ý của cha sẽ được thực hiện. Vậy thì con cũng mời gọi tất cả những cử tọa nơi đây, đối diện với những vấn đề sự giữ, những vấn đề sự khó khăn,
chúng ta không còn cách nào khác, phải như Chúa Giêsu lạy Cha, này con đến để thực thi ý Cha. Và ý Cha phải được thực hiện thì chắc chắn khi đối diện với sự dữ thì trong cái con kết luận như này, sự dữ lớn nhất là sự chết. Chết không phải là đối nghịch với sự sống, nhưng là một phần gắn liền với cuộc sống. Và khi đối diện với sự dữ, chúng ta như là người đang nhảy giữa bão vậy. Chúng ta phải nhảy với bão tố thôi, còn không chống lại bão tố. Chống lại bão tố chỉ có thất bại. Vậy thì khi chúng ta nhảy trong những khó khăn, nhảy trong sự dữ, chúng ta sẽ tìm được niềm vui để chúng ta có thể đạt tới cái mà điều mà Thiên Chúa muốn trong cuộc đời của chúng ta. À, con xin tóm tắt cái phần trình bày của con như vậy nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và kính thưa quý vị, chúng con cũng có một vài lời phỏng vấn tới các tham dự viên trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Và đứng cạnh con đây chính là thuyết trình viên của chúng ta, cha giáo Francisco Xavier Trần Văn Quảng. Và bên cạnh con là sơ Maria Jacobe Năm Nguyễn Thị Loan đến từ dòng Bân Côi Bùi Chu. Thì xin phép sơ cho con được hỏi là sơ có cảm nhận như thế nào về bài thuyết trình của cha giáo vừa rồi ạ? Con kính chào cha cũng như chào tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây. Vâng, con là sơ Loan đến từ dòng Mân Côi Bùi Chu. Hôm nay con được đến đây để nghe hội thảo lần thứ hai ạ. Con rất là vui và hào hứng để đến với buổi hội thảo hôm nay về sự dữ. Con cảm thấy rằng thuyết trình viên rất là chuyên môn. Giọng rất là tốt, con nghe thấy hết mọi lời, không mất lời nào. Nhưng mà con thấy rằng cái đề tài hôm nay rất là hữu ích cho con. Và con nghĩ rằng cũng hữu ích cho mọi người. Bởi vì sự dữ không bao giờ là không có mặt ở trần gian này, cũng như trong cuộc đời của mỗi người. Hôm nay con rất là cảm ơn cha đã cho con được hiểu biết hơn về sự dữ, hiểu sâu hơn. Để khi sự dữ đã đến với con rồi và sẽ đến với con sẽ cố gắng trong niềm tin của mình và sẽ vượt qua một cách dễ dàng hơn. Và có thể qua cái buổi hội thảo hôm nay cũng là cái hành trang cho con, để trong khi con gặp những người mà họ đang vướng phải sự dữ, mình có thể tâm sự một cách nào đó để cho họ biết đón nhận một cách vui vẻ hơn và trong cái niềm tin vào Thiên Chúa. Con xin cảm ơn cha cũng như cảm ơn chương trình đã tổ chức và giúp ích cho con cũng như mọi người trong buổi hôm nay. Cảm ơn sơ. Vâng, xin cảm ơn sơ rất nhiều. Và thưa cha thì cha cảm nhận như thế nào về không khí cũng như về tất cả những gì đang diễn ra trong buổi hội thảo ngày hôm nay ạ? Cảm ơn ban tổ chức, các quý cha, quý thầy học viện. Thì mình thấy như đầu đấy, hôm nay thứ nhất là về thời tiết rất là đẹp, tạ ơn Chúa. Thứ hai thấy tham dự viên khá hứng khởi. Và vì ban tổ chức trong cái khung thời gian như vậy, cho nên là mình trình bày khá vội vàng và khá tóm tắt, cho nên là không được đầy đủ như trong các lớp học. Nhưng mà hy vọng đã cung cấp cho mọi người một cái tổng quát nhất, cái căn bản nhất về vấn đề sự dữ. Vâng ạ, con tin chắc rằng sau phần trình bày của cha thì mỗi người đã có được cho mình những cái điều rất là hữu ích về vấn đề sự dữ trong thế giới ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn cha cũng như xin được cảm ơn sơ rất là nhiều ạ. Cảm ơn thầy. Và đang đứng cạnh con đây, đó là quý anh chị. Thì xin quý anh chị có thể chúng ta giới thiệu một chút về bản thân mình cho buổi hội thảo hôm nay được ạ? Dạ, con tên là Thủy, con là giáo dân giáo xứ Chí Hòa, hiện đang học mà học học trò của cha Quảng ở Học viện Mục vụ. Dạ, vâng ạ, một học trò của cha Quảng ạ. Xin mời anh ạ. Dạ, kính thưa cha, anh thưa quý vị, con là Paulo Phan Chí Thiện. Con đến từ giáo xứ Bình Đông, quận 8. Con cũng là học trò của cha Quảng tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Dạ, kính thưa quý vị, con là Francisco SCC Trương Đình Thạc. Là hiện là học viên của lớp cử nhân thần học ở Học viện Mục vụ, cũng là học trò của cha Quảng. Vâng ạ, và thưa tất cả các anh chị ạ, là những người mà sống ở ngoài đời, có gia đình, và các anh chị thường đối diện với một cái cuộc sống xô bồ và chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều những vấn đề của sự dữ. Thì qua phần trình bày của thuyết trình viên, đó là cha Francisco Xavier Trần Văn Quảng hôm nay, thì anh chị cảm thấy như thế nào về buổi hội thảo cũng như là về vấn đề sự dữ mà cha đã trình bày? Dạ, về sự dữ thì cuộc sống của mình có sự dữ và cũng có sự thiện đang xen với nhau, chứ không phải lúc nào cũng có sự dữ. Bài thuyết trình của cha thì về hướng triết học, cho con rõ thêm, sáng thêm nhiều vấn đề con đang được học với cha và các cha khác trong chương trình học của con, chương trình triết của con. Và chương trình nào con thấy cha giảng rất là rõ ràng, khúc triết. Và con thích nhất là thế nào cũng dẫn về thập giá, bởi vì chỉ có thập giá sự hy sinh
thì mới hóa giải được sự dữ mà thôi. Còn do cuộc sống va chạm và các sự chọn lựa, đôi khi không có thể nào nhanh và quá gấp gáp mà theo dòng chảy cuộc sống thì không thể nào mà có thể ngồi lại chọn lựa để có được cái chọn lựa mà tốt nhất cho mình để đưa mình về sự thiện. Đôi khi nghĩ đó là sự thiện nhưng mà là sự thiện trước mắt chứ không phải là sự thiện lâu dài, và sự thiện đó dẫn đến mình đến cùng đích. Dạ thưa, theo như là tôi thấy thì cái buổi hội thảo hôm nay rất là có hữu ích cho tất cả mọi người chúng ta tham dự ngày hôm nay. Bởi vì trước đây vấn đề sự giữ luôn luôn được đặt đến và được hiểu dưới nhiều cái sự khác nhau do cái sự chọn lựa của mỗi người. Và hôm nay là một cơ hội để cho chúng ta thấy rõ được cái vấn nạn sự giữ, nhất là trong thời đại ngày hôm nay. Trong một thời đại mà chúng ta thấy là có vẻ như càng ngày sự giữ càng lấn lướt cái sự thiện. Và như chúng ta thấy là sự giữ là một khiếm khuyết của sự thiện, nhưng sự giữ ngày hôm nay nó lại lấp lửng, nhiều khi nguy hiểm nhất là nó mang dưới cái màu sắc của sự thiện, nó ẩn chứa những cái sự giữ. Và qua cái buổi hội thảo ngày hôm nay, để cho chúng ta biết có cái chọn lựa đúng, để vì chúng ta biết là như là qua bài hội thảo này thấy sự chọn lựa đúng là chúng ta, sự giữ là một cái điều tất yếu xảy ra trong thế giới. Vấn đề là chúng ta đón nhận sự giữ và hiểu nó như thế nào để chúng ta dẫn đến một cái cùng đích, là như cha Khoại cũng có nói, của người Kitô giáo của chúng ta là sự thiện hoàn hảo, là Đức Kitô. Dạ kính thưa quý cha, qua chỉ cần khoảng gần một tiếng đồng hồ, mà chính xác là khoảng 40 phút mà cha giáo đã truyền tải cho chúng con, nhất là người giáo dân, với một trình độ rất là khiêm tốn. Tụi con đã nhận được qua cái ngôn ngữ vừa triết học vừa thần học mà cha đã diễn tả, tụi con được nắm được một số cái khái niệm rất là hữu ích cho đời sống của giáo dân chúng con, như là sự giữ luân lý và sự giữ tự nhiên, và đâu là những cái quan niệm của các triết gia cũng như các giáo phụ như Augustino hoặc là Thánh Thomas Aquino. Và điều đặc biệt của con thích nhất là sự giữ nó không phải là một hữu thể, và là luôn luôn nó nhưng nó có thật và mình phải đối diện với nó, chứ không thể nào mình chống lại nó. Và để đối diện với nó, mình có một cái phương thế, một cái nguyên tắc rất là hữu ích, đó là theo chân Chúa Giêsu. Dạ con xin hát. Vâng, xin được cảm ơn những câu trả lời rất là chân thành, cũng như là đem đến cho chúng con những cái cảm nhận rất là mới về buổi hội thảo ngày hôm nay. Và thưa cha giám đốc Giuse Nguyễn Ngọc Bích ạ, cha có những cái nhắn gửi gì cho những tham dự viên ngày hôm nay về vấn đề sự giữ không ạ? Thưa tất cả các tham dự viên, đặt vấn đề sự giữ là một vấn đề vô cùng. Nó có từ thời xa xưa và cho đến ngày hôm nay và cho mãi đến muôn đời vấn đề của chúng ta. Tôi thì chỉ thấy có một điểm thôi. Chúng ta hỏi tại sao có sự giữ, rồi sự giữ là gì, rồi chúng ta gọi là đối diện với sự giữ thì chúng ta sẽ có cách nhìn thế nào. Và chúng ta thấy các triết gia cũng đã có những cái nhìn, rồi các nhà đạo đức cũng như các nhà thần học có cách nhìn. Nhưng mà tôi thấy rằng có lẽ là đặt vấn đề sự giữ, có khi chúng ta đặt câu hỏi không phải là cái câu hỏi phù hợp lắm. Không phải đặt vấn đề tại sao có sự giữ, mà chúng ta, tại vì câu hỏi đó đặt ra thì chúng ta sẽ có cả trăm cả ngàn câu trả lời. Và khi câu trả lời nào cũng sẽ rơi vào cái tình trạng mà chúng ta thấy là bế tắc. Tại vì câu trả lời nào cũng khiếm khuyết hết, câu trả lời nào cũng không hoàn chỉnh hết. Bởi vì sự giữ nó có một cái, có những yếu tố quá sâu và quá phong phú. Nhưng tôi thấy rằng có lẽ một cái câu mà tôi muốn nói với các tham dự viên, với tất cả quý vị, đó là sự giữ đem lại gì cho tôi? Sự giữ có ý nghĩa gì cho tôi? Hay là sự giữ có ý nghĩa gì? Tôi nói thí dụ COVID,
COVID xảy đến nói với chúng ta cái gì, chứ không phải là COVID. Tại sao có COVID, là ai gây ra COVID? Người ta đi tìm tất cả đó, sau khi tìm ra xong không giải quyết vấn đề, vậy thì cái đó nó sẽ đem lại gì cho tôi? Vậy thì tất cả mọi biến cố, tất cả mọi sự dữ, nó đều có ý nghĩa và có giá trị nếu nó đem lại được cái gì. Và chúng ta thấy Thánh Phaolô nói một câu rất hay: với những ai yêu mến Thiên Chúa thì Ngài biến sự dữ nên sự lành. Đấy là cái điều quan trọng đấy. Chúng ta lấy sự dữ nó có thể thành sự lành nếu để cho Thiên Chúa hành động. Vậy thì tôi cho rằng không phải là tại sao có sự dữ, mà sự dữ là để hướng tới cái gì cho tôi. Vậy thì nếu sự dữ đem lại điều tốt thì chúng ta đâu có sợ sự dữ đâu nhé. Đấy là điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả quý vị.